Lúc gần rời đi, Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu nhìn quanh Thượng Thanh Tông, than thở cần phải đi rồi. Thương Thục Thanh hỏi, lại rời đi như vậy, không chào hỏi đám người viên phương sao? Đã tới là được, Nghiêu Hiếu Đạo vung tay áo, phi cầm tòa kỵ chở hai người bay lên trời, bay về phía xa. Rất đông nhà tường cũng bay lên trời, đuổi theo. Đạo ra, đạo ra, viên phương ở trong núi bay ra, đứng ở đỉnh một ngọn núi và hò hét cũng không thể làm người ta quay đầu. Y buồn bực gãi đầu chọc, đạo ra tới cũng không chào hỏi, đi cũng không chào hỏi vô biên sa mạc một đám người đang chờ đợi người của sơn trang mao lư đã tới trước một bước bao gồm cả đám người trung quốc tử bị giam lòng triệu hùng ca cũng đến dẫn theo người của thượng thanh tông viên cương bảo bọn họ tiến vào vực thứ năm trước nhưng triệu hùng ca không chịu dẫn theo người thượng thanh tông cũng chờ ở đây trên mặt cát vẫn có rất nhiều bò cạp hoàng nằm nằm thành thật yên tĩnh chờ đợi viên cương đeo tam hống đao và một cái túi đứng ở trên cồn cát cao nhất gần đấy vẫn nhìn về phía xa Quản phương nghi chợt chỉ tay cụt hô lên, tới rồi. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây đen nặng nề đi tới, càng lúc càng gần, sau đó hạ xuống giống như trận gió xoáy vậy. Nghiêu hữu đạo nắm tay thương thục thanh từ trên phi cầm tỏa kỹ bay xuống, ánh mắt liếc nhìn mọi người hỏi, người đều đến đông đủ rồi chứ. Viên cương, tất cả đều đầy đủ hết rồi. Một nhóm người thượng thanh tông đỏ mắt mong chờ nhìn Như hữu đạo. Trưởng môn đường dung nhan nhan không thay đổi, năm tháng hình như không có lưu lại dấu vết gì ở trên mặt nàng, ánh mắt nàng nhìn bàn tay của Ngưu Hữu Đạo cùng Thương Thục Thanh nắm chặt, lại nhìn gương mặt của Thương Thục Thanh. Nghe nói, nghe nói sau khi vị quận chúa kia khôi phục lại hình dáng rất đẹp, nàng đã từng gặp được hình dáng của Thương Thục Thanh trước đây, hôm nay nhìn thấy quả nhiên rất đẹp. Ngưu Hữu Đạo nhìn Thương Thục Thanh khẽ gật đầu và thả tay của nàng ra. Thương Thục Thanh xoay người đối mặt với vô số nha tương, chợt lớn tiếng trầm bổng nói, đại tướng quân ở đây, các tướng sĩ nghe lệnh, thiên hạ thái bình, tháo giáp trở về những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, rất nhiều nha tương nổ tung ra thành sương mù, hóa thành từng hình người, đại quân đứng ở trên mặt cát. Lấy thủ lĩnh nha tương dẫn đầu, tất cả đều quỳ một chân trên mặt đất, hướng về phía thương thục thanh và phát ra tiếng o o. Người khác nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng thương thục thanh lại dần dần xúc động, cắn môi rơi lệ. Chờ thủ lĩnh nha tương đứng dậy, cả người giống như sương mù nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại bội kiếm và bộ giáp rơi vào trên cồn cát cả đại quân phía sau cũng hóa thành sương mù, bay lên trời cao và rời đi, dần dần biến mất ở trong u minh, binh khí và chiến giáp rơi đầy đất. Một mặt phương kỳ với chữ thương bị gió thổi bay về phía xa. Cục diện này đồ sộ và chấn động lòng người, khiến tất cả mọi người lặng im, phần lớn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhiều hữu đạo lại dắt tay thương thục thanh, quay đầu nhìn viên cương nói, lên đường đi. Viên cương quay đầu quát, xuất phát, một đám người đều rơi vào phía sau rất nhiều bò cạp hoàng, theo một tiếng gào của viên cương, đàn bò cạp hoàng chạy như điên ở trong sa mạc, cuối cùng chợt chui xuống dưới lớp cát. Sau khi từ trong cát chui ra, nhìn như bọn họ còn đang ở trong sa mạc, nhưng ánh mặt trời trên không trung đã chứng minh bọn họ đi tới một thế giới khác. Người lần đầu tới ngắm nhìn chung quanh, ôi, trong tiếng gào thét của viên cương, đàn bò cạp hoàng lại nhanh chóng lao về cùng một hướng. Trên đường bọn họ nhanh như tên bắn, đội ngũ đi tới nơi kim tự tháp trước kia, nhưng nơi đây đã không còn kim tự tháp nữa viên cương căn cứ ốc đảo phía xa để phân biệt rõ phương hướng vị trí, quát cho tất cả bò cạp hoàng ngừng lại. Lúc đó phần lớn bò cạp hoàng trốn vào trong lòng đất, khiến tất cả mọi người rơi xuống đất. Chỉ có một con dưới chân viên cương, cũng là con đám người như hữu đạo đang ngồi vẫn dừng lại không đi. Mọi người nhìn xung quanh, phần lớn không biết dừng lại đây làm gì. Viên cương lại xoay người nhìn về phía nghiêu hữu đạo, lặng lẽ cởi túi trên người xuống, đưa cho nghiêu hữu đạo. Nghiêu hữu đạo nhận túi trong tay hỏi, ta và ngươi là huynh đệ nhiều năm, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm à. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Viên cương lặng lẽ đem rút bảo kiếm trong túi ra rắt ở ngang hông mình. Đó là phá vô kiếm một trong tám món thần khí chân quốc. Thấy thái độ hắn ta như vậy, Nghiêu Hữu Đạo không nói gì thêm nữa, nắm tay thương thục thanh bay ra khỏi bò cạp hoàng và rơi vào trên mặt cát. Đạo ra bảo trọng, đi, viên cương quát một tiếng, bò cạp hoàng dưới chân đổi phương hướng, lại chạy như điên. Nghiêu Hữu Đạo nhìn theo, viên cương không quay đầu lại triệu hùng ca đi tới và hỏi hắn ta đi nào vậy nghiêu hữu đạo quay về nhân gian chặt đứt lối đi triệu hùng ca thoáng kinh sợ vậy chẳng phải hắn ta không về được sao vẻ mặt nghiêu hữu đạo hờ hứng đã bao nhiêu năm tùy hắn đi mọi người ngơ ngác nhìn nhau bò cạp hoàng chạy như điên ở trong sa mạc kim tự tháp cao vút dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt bò cạp hoàng vào tới dưới chân kim tự tháp viên cương mượn quán tính phóng người nhảy lên rơi vào trên kim tự tháp điên cuồng leo lên như không muốn sống, lao tới đỉnh cao nhất mới luống cuống tay chân gạt sạch cát trên đài đá và nhảy người lên. Vù, phá vô kiếm được rút ra khỏi vỏ, hai tay hắn ta cầm kiếm, lưỡi kiếm treo ngược, muốn dùng sức xuyên vào vết lõm. Chợt viên cương cứng đờ người, chậm chạp khó có thể ra tay, hơi thở hồng hộc. Dường như khi leo lên những bậc thang đã tiêu hao hết tất cả sức lực của hắn ta vậy. a à, cuối cùng hắn giận dữ gầm lên một tiếng, quỳ một chân trên mặt đất bảo kiếm cắm vào vết lõm trên đài đá ầm um, ầm um, ầm um, không trung mơ hồ truyền đến tiếng sấm rất nhanh trong u minh có mây cuồn cuộn xuất hiện tiếng sấm chấp rền vang viên cương quay đầu từ chỗ cao nhất nhảy xuống rơi vào bậc thang thứ ba cách đỉnh trong thiên địa gió nổi mây phun thổi cho quần áo hắn ta bay phần phật hắn en ta hình chằm chằm vào phương hướng khống chế bò cạp hoàng tới trước đó dưới chân kim tự tháp con bò cạp hoàng kia đã sợ đến mức chui xuống đất rời đi ầm um, một tiếng sấm sét lướt ngang qua không trung đánh trúng chuôi kiếm của phá vô kiếm ầm 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 xét đánh không ngừng, liên tiếp đánh chúng. Sấm sét liên tiếp không ngừng nổ vang ở sau lưng viên cương, ánh chất soi sáng bóng dáng của hắn ta như thiên thần đến trái đất, lại giống như tê dại, thờ ơ đứng ở bên cạnh sấm sét. Mặt đất chấn động rung chuyển, kim tự tháp lún xuống, bóng người phía trên giống như cưỡi một con quái thú viễn cổ chìm về phía mặt đất. Trong sa mạc nào đó ở vực thứ năm cũng đang có gió nổi mây phun, mây đen từ trong u minh cuồn cuộn lao ra, tập trung lại. Trên không trung có tiếng sấm chớp rền vang, mây đen khắp trời giống như đang hình thành một vòng xoáy. Mọi người kinh ngạc, phần lớn không biết chuyện gì xảy ra. Nghiêu hữu đạo ngẩng đầu ngước nhìn và nói thầm, bắt đầu rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía thương thục thanh, xem nàng có sợ hay không, ánh mắt vô tình liếc về phía cách đó không xa thấy đường nghi đang nhìn mình, thấy hắn nhìn qua, đường nghi lập tức quay đầu đi. Nghiêu hữu đạo thả tay của thương thục thanh ra, không nhanh không chậm đi đến trước mặt đường nghi. mươi 2347, ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. Ba, ánh mắt mọi người nhìn theo. Thương Thục Thanh cũng nhìn về phía người trước mắt, đám người Thượng Thanh tông cũng đỏ mắt mong chờ nhìn. Tình hình này bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như vậy, Đường Nghi có phần xấu hổ hỏi, có việc gì sao? Như Hữu Đạo xúc động khác thường, chợt cười nói, ta không biết nàng có thể hận ta hay không, ta không muốn phụ người nhưng cuối cùng vẫn phụ một số người. Đường Nghi, xin lỗi. Lúc hắn nói câu này, Đường Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Như Hữu Đạo đã xoay người đi trở về bên cạnh Thương Thục Thanh ngẩng đầu nhìn trên không trung, nhìn mây đen đang xoay tròn. Vân cơ hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi đang chờ cái gì? Nàng vừa dứt lời, trong mây đen xoay tròn hình thành một hố đen, trong hố đen dần dần, dần có ánh sáng chấp hiện, khiến người ta cảm giác kỳ quái. Như hữu đạo nhíu mày chờ một lúc mới phát hiện trên không trung có hiện tượng kỳ lạ cố định, hình như không có thay đổi gì. Nói cách khác, hố đen kỳ quái này chính là lối đi. Ở trước mắt bao nhiêu người, nghiêu hữu đạo đột nhiên giơ tay ôm vòng eo của thương thục thanh khiến cho nàng xấu hổ nhưng vẫn không kháng cự Không nương đưa chúng ta tiến vào trong nghiêu hữu đạo quay đầu hô một tiếng thấy quản phương nhi còn đang kinh ngạc thì quát lớn nhanh không còn nhiều thời gian nữa vừa rồi vì không thể xác định là lối đi hay không hắn đã làm lỡ không ít thời gian lúc này quản phương nhi không do dự nữa ôm cánh tay hắn và dẫn theo hai người bay lên trời bay thẳng vào không trung trực tiếp xông về phía giữa vòng xoáy một đám người p không hía dưới ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn không biết chuyện gì xảy ra trước khi lao vào vòng xoáy nghiêu hữu đạo quay đầu hồng nương ngươi trở lại cho ta một trường tiễn ta một đoạn đường quản phương nghi không nghi ngờ gì theo thói quen nghe lệnh thuận thế đẩy cánh tay ra sức đẩy mạnh lực lượng mạnh nhất hai bên lập tức tách ra nghiêu hữu đạo mượn lực thi pháp bay đi tay áo tung bay giống như chim đại bàng mang theo thương thuộc thanh tăng nhanh tốc độ phóng lên trên không trung biến mất ở nơi kỳ quái này quản phương nghi thoải mái rơi xuống đất, vân cơ đến gần, nghi ngờ nói, hắn đang làm gì vậy? Đợi cho tới khi hố đen với ánh sáng kỳ quái trong không trung đột nhiên biến mất, dấu hiệu sấm chấp rền vang cũng mất, mây đen cuồn cuộn đã nhanh chóng tiêu tan, không trung đâu còn có thể nhìn thấy bóng người nào nữa. Lúc này, vẻ mặt phần lớn mọi người mới thay đổi, ý thức được điều gì? Trong đám người, Nam Thiên vô phương chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm về phía văn hoa trong hoàng cung ở tân đô đại điển đăng cơ oanh oanh liệt liệt tình cảnh không tầm thường trên thành lâu có một chiếc xe đẩy mông sơn minh với tinh lực rất kém không có chiến sự tinh thần vừa thả lỏng xuống thì thể xác cũng lập tức kém hơn lúc trước nhiều sức lực không đủ để chống đỡ cho ông ta theo hết các lễ nghi dườm già để tránh thất lễ mông sơn minh từ chối tham dự chỉ ở trên thành lâu xem lễ nhìn là được nhưng khi nhìn một lúc ông ta lại ngủ mất cơ thể gầy gò nghiêng sang một bên có người cẩn thận chùm chăn lên người ông ta, gió thổi dâu tóc trắng, trong lúc ngủ mơ ông ta dường như đang nói mớ gọi ra từng cái tên, khóe mắt ngấn lệ, đầu to, long bảo. Đại điển đăng cơ hình như dần dần rơi vào tình cảnh xấu hổ. Bên trong chính điện của Hoàng Cung, trên người thương chiều tông mặc long bào, trên người phượng nhược nam mặc phượng bào, phu thê hai người ngồi ngay ngắn ở phía trên, tiếp nhận bách quan triều bái. Nhưng lúc này trong điện hoàn toàn im lặng, phu thê hai người ở phía trên ngồi yên, các bách quan phía dưới cũng đứng yên, ngoài điện, thỉnh thoảng có hoạn quan lặng lẽ chạy vào chạy ra, ở bên ngoài nhìn xung quanh, hình như đang chờ người nào đó. Người trong điện đều biết bọn họ đang đợi Nhiêu Hữu Đạo, bên này đã thông báo Nhiêu Hữu Đạo về giờ lành đăng cơ, Nhiêu Hữu Đạo đáp lại đã biết. Có người hiểu về Nhiêu Hữu Đạo đều biết, người ta nói biết chính là biết, người cũng không nên hỏi nhiều, người ta trước sau vẫn như vậy làm cho người không đoán được phong cách hành sự nông sâu thế nào. Nói trắng ra, cũng chờ Ngưu Hữu Đạo tới lấy lại danh dự cho Thương Triều Tông. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo vừa không xuất hiện, cũng không có gì không hợp ý, làm bên này cảm thấy không biết phải làm thế nào mới tốt, không biết có nên chờ đợi hay không. Không đợi thì sợ Ngưu Hữu Đạo vừa tới, bên này không quan tâm đã kết thúc sẽ không thích hợp. Ngưu Hữu Đạo không xuất hiện lấy lại danh dự cho Thương Triều Tông, cũng sợ có người sẽ miên man suy nghĩ. Ngoài điện có hoạn quan châu đầu ghé tai, sau đó có một hoạn quan vội vàng chạy vào, leo lên bảo tỏa và nói nhỏ với thương triều tông, bệ hạ, viên gia gửi tin tức, đạo gia đã đi vực thứ năm, sẽ không trở lại nữa. Đã đi vực thứ năm sao? Phượng Nhược Nam nghe được thì ngạc nhiên quay đầu, sẽ không trở lại nữa. Thương triều tông lặng lẽ, khi thấy bách quan đều nhìn đỏ mắt mong chờ bèn vẫy tay bảo hoạn quan lui ra, sau đó đứng lên, chợt lớn tiếng tuyên bố ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. Bách quan theo lễ chắp tay cùng kính cúi đầu, sau lễ nghi dườm ra, phượng nhược nam đi hết quá trình mới chạy tới hậu cung gặp phu nhân của bách quan lo phần việc của mình đột nhiên có một hoạn quan hấp ta hấp tấp chạy tới chặn đường bẩm báo nương nương đạo gia sai người đưa quà tới phượng nhược nam kinh ngạc quà ở đâu hoạn quan nói đã đưa tới chính cung của nương nương phượng nhược nam lập tức bước nhanh tới tạm thời không để ý tới gia quyến của bách quan khi trở lại chính cung nàng chỉ thấy chính đường bày một cái dương phượng nhược nam phất tay mở ra hai cung nữ mở dương ra, lập tức thấy một dương kim tệ với ánh vàng rực rỡ. Phượng Nhược Nam kinh ngạc, không ngờ được Nhiêu Hữu Đạo sẽ đưa món quà tục như thế. Thấy trên kim tệ còn có một lá thư, nàng lập tức sai người ta lấy tới. Cầm thư trong tay xem, nàng chỉ thấy trên đó viết, ta dẫn Thanh Nhi đi, thiên hạ cho vương ra, không nợ vương ra. Mượn vương phi một vạn kim tệ, nay xin trả đủ số, vương phi xem thử lại chỉ vài từ như vậy đã khiến Phượng Nhược Nam đang kinh ngạc dần dần nhớ tới Nghiêu Hữu đạo nợ nàng một vạn kim tệ lúc nào. Chuyện cũ lập tức hiện ra rõ ràng ở trước mắt, bè tre trên sông, gia đình bị hãm hại, đao quang kiếm ảnh khiến phu thê phản bội, nhờ biết dùng người nên nhận được giúp đỡ gắng gượng qua ngày. Chuyện cũng trải qua bao nhiêu mưa gió, tiếp tục nhìn Phượng bào mặc lên người hôm nay, người kia trả tiền nàng đã rời đi. Phượng Nhược Nam cười khiến hoàn bội len keng, cười lắc đầu, vừa cười vừa che miệng, Khó nén nổi mà rơi nước mắt như mưa. Hồ Tiên Cảnh đã từng là thánh cảnh, vốn gọi là Hồ Tiên Cảnh nhưng bây giờ chỉ đã trả lại tên ban đầu. Vô Lượng Viên là tên trước kia, giờ vườn không nhà trống, kiến trúc để lại thành nơi ở cho một ít hồ tộc. Một trận mưa phùn kéo dài khó ngăn cản một đám hồ tộc đang chơi đùa đuổi bắt ở trong mưa. Chui tới chui lui trong bụi cỏ giữa rừng cây, dây leo va vào người, toàn thân dính đầy bùn và nước vẫn rất vui vẻ. Trong đình đài lâu các, một trưởng lão hồ tộc đóng tại này chắp tay nhìn mưa cuộc đời ẩn nấp ở hoang trạch tử địa bây giờ tự do tự tại cũng không cần sợ hãi nữa gió cũng tốt mưa cũng tốt lúc này vẻ mặt hắn đầy thong thả vinh váo cũng không biết có phải bởi vì hồ tiên cảnh cắt đứt với linh khí thoát ra bên ngoài dẫn đến tình cảnh biến đổi khí hậu hình như không bình thường hắn và cả các hồ tộc khác đều phát hiện ra hồ tiên cảnh dần dần có nhiều rông tố lúc có lôi điện thường xuyên chấn áp hồ tộc căn cứ theo lời đồn đại của hồ tộc trước đây rất lâu hồ tiên cảnh chính là như vậy nhiều giông tố Ầm, um, một tiếng sét nổ vang, các hồ tộc đang chơi đùa trong mưa lập tức hoang mang bỏ trốn, chạy trở về trong tòa lầu mới yên tâm, theo bản năng vẫn còn sợ sấm sét. Chương 2348, đại kết cục. Từng tiếng sấm dần dần lắng xuống, mưa cũng tạnh, không chung cũng rất nhanh sáng sủa trở lại. Các hồ tộc lại chạy nhảy chơi đùa xung quanh, một con hồ tộc bị truy đuổi trốn đã nhảy qua dòng suối, đi tới một hố gần dòng suối để ẩn nấp. Ánh mắt của Hồ yêu chợt dừng lại chăm chú vào rễ cây bị thối trong hố, chỉ thấy trên rễ cây mọc ra một mầm non, phía trên có mấy cái lá cây màu xanh lục như ngọc thúy, cảm giác đầy linh khí. Hồ tộc kia dần dần trợn tròn mắt nhìn rồi bò ra khỏi hố, hướng lên trời xèo xèo kêu to không ngừng. Các hồ tộc chơi đùa xung quanh lần lượt dừng đùa giỡn, quay đầu nhìn về phía bên này. Sau đó tất cả đều chạy về phía này, vây quanh cái hố kia, nhìn chằm chằm vào mầm cây xanh biếc. Chẳng bao lâu, trưởng lão hồ tộc đóng ở đây nghe tin chạy tới nhảy vào trong hố và ngồi xổm thân cẩn thận tra xét. Xác nhận không phải là thực vật khác mà là một mầm cây mới mọc lên từ rễ cây hồ tiên quả, hai tay trưởng lão hồ tộc run lẩy bẩy, cuối cùng quỳ xuống, hướng mặt lên trời mừng đến chảy nước mắt, lạc giọng hò hét, trời xanh ơi. Đại La Thánh địa, Đại La Thánh địa ban đầu, nơi xung quanh có vải mong thả xuống, tia sáng xuyên qua, nữ nhân nằm trên giường nhỏ yên tĩnh, La Phương Phỉ vẫn đang ngủ say. Tuy vẫn luôn ngủ say nhưng hồ tộc vẫn luôn một lòng chăm sóc cho nàng nghĩ tới nghĩ lui, Hồ tộc còn chuyển nàng đến nơi này, đây là nơi nàng lớn lên, cũng là hoàn cảnh nàng quen thuộc, có thể hoàn cảnh và bầu không khí của nơi này sẽ có lợi cho nàng khôi phục. Hồ tộc thật sự không tìm được cách nào khác, tất nhiên chắc hẳn phải suy nghĩ tới nơi có lợi như vậy. Dưới bậc thang bên ngoài lâu các phủ vải mỏng có trưởng lão Hồ tộc tới báo tin. Tộc trưởng Hắc Vân vui vẻ không nhịn được, hưng phấn đi tới đi lui. Nhận được Hồ tộc trấn dư ở vô lượng viên thông báo, rất nhiều nơi từng sinh trưởng Hồ tiên quả đã từng bị chín thánh trắng trợn phá hủy hình như trong một đêm cây hồ tiên quả một lần nữa từ dưới đất này mầm lên lại sinh trưởng ra cây giống hồ tiên quả mới hơn nữa không chỉ một cây mà còn rất nhiều đi đi xem thử hắc vân hưng phấn phất tay hắn vung tay lên hình như chọc giận tới trời ầm uhm, một tiếng sét đánh ngang qua không trung dọa cho các hồ tộc nhảy dựng đám người hắc vân đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung hồ tộc chơi đùa dưới chân núi khiếp sợ đến mức trốn chạy khắp nơi ầm uhm, lại là một tiếng xét hiện lên ầm 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 liên tiếp có tiếng xét đánh ngang qua không trung tàn sát bừa bãi hỗn loạn không ngừng tia sáng chấp hiện soi sáng mặt đất tối tăm hình như muốn chấn áp đám hồ tộc yêu tả vậy thấy xét đánh không muốn người làm lòng người chấn động run rẩy khiến cho người ta kinh tâm động phách thần hồn run rẩy sấm xét giống như phát điên khiến đám người hắc vân phải rụt đầu lại không biết ông trời làm sao ầm ừ, một đợt sấm xét rất hung bạo mạnh mẽ giống như một con rồng lớn tức giận lướt ngang qua không trung trong thiên địa sáng ngời thậm chí là chói mắt sông núi mặt đất chấn động ong ong vang dội a à, một tiếng nữ tử thét chói tai từ trong lầu các đang thả rèm mỏng truyền ra đám người hắc vân chợt quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên giường nhỏ bên trong mơ hồ có bóng người ngồi dậy mấy người hắc vân ngây người nhìn nhau một hồi sau đó chạy như bay vén rèm mỏng mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm dần dần vui mừng không thôi trên giường nhỏ la phương phỉ ngồi dậy và mở miệng thở dốc chán lấm tấm mồ hôi, dường như vừa có một cơn ác mộng. Bên ngoài không ngừng có tiếng sấm sét, lại khiến cho nàng tỉnh táo nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng đối diện với mấy người hắc vân. Trong thiên địa ẩn chứa uy thế của U Minh, hình như khiến cho tất cả vật ngủ say phải thức tỉnh lại. Trong thành phố trên núi, ánh nắng rạng rỡ, thời tiết nóng bức. Một căn đại viện kiểu cổ, trên tường viện có hoa hồng leo mọc đầy, bao quanh đầu tường và nở ra rất bắt mắt. Một chiếc xe taxi đi lên sườn núi và đỗ ở ngoài viện lớn, cửa xe mở ra một cây gậy từ bên trong xe thò ra hạ xuống đất trước người đàn ông chống gậy đặt chân và chui ra cúi đầu đeo kính dâm trên người mặc áo bông ngắn tay đôi mắt sau chiếc kính dâm nhìn chằm chằm vào biệt thự trước mắt phía sau là một cô gái đi giày thể thao quần jean áo hai dây màu trắng uyển chuyển bước xuống xe gió thổi làm mái tóc dài tung bay cô cũng đeo kính dâm chiếc xe taxi rời đi cô gái hình như không quen với chiếc áo hai dây nên luôn muốn giơ tay che đi còn nữa cô không quen đeo kính mắt, hình như luôn sợ kính sẽ rơi xuống, thỉnh thoảng sẽ dùng ngón trỏ đẩy lên. Cô gái hết nhìn đông tới nhìn tây rồi đi tới bên người đàn ông chống gậy. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào cửa nhà thì tò mò hỏi một câu, đạo gia, đây là đâu vậy? Người đàn ông không phải là ai khác chính là Nghiêu Hữu Đạo, cô gái chính là Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh nằm mơ cũng không ngờ được, sau khi bọn họ tiến vào hố đen trong không trung, chớp mắt đã đi tới một thế giới khác, một thế giới khiến cô có cảm giác không thể tưởng tượng nổi dưới kính dâm, khóe miệng như hữu đạo cong lên cười, nhà. Một trong những ngôi nhà của chúng ta, hắn đi tới cửa chính và giơ chiếc gậy trên tay lên, dùng đầu gậy gõ ở trên cửa cốc cốc. Bên trong cửa vang lên tiếng bước chân, đồng thời vọng đến một câu hỏi, tìm ai vậy? Cửa nhỏ két một tiếng và mở ra, một ông lão tóc bạc mặc trang phục đời đường ngắn tay thò mặt ra, quan sát Nhiêu hữu Đạo từ trên xuống dưới rồi nghi ngờ nói, không biết ngài tìm ai. Nhiêu hữu Đạo để mặc ông nhìn, cười nói, lão Phương, mới có hơn 20 năm không gặp mà ông đã giả thế, tóc cũng trắng thành như vậy sao? Ông lão bị gọi là lão Phương lại nhìn hắn thêm một lượt, thấy đối phương gọi mình như thế lại càng cảm thấy khó hiểu, ngài biết tôi sao? Thứ lỗi mắt tôi kém quá, không biết ngài là ai? Cây gậy trên tay nghiêu hiếu đạo rơi xuống đất, một tay kia nắm lấy cánh tay của thương thục thanh kéo tới trước cửa nhỏ, tiếp theo giơ tay lên, dùng ngón tay móc lấy kính dâm của cô và khẽ kéo xuống. Lão Phương vừa thấy được gương mặt của Thương Thục Thanh thì lập tức trợn trừng hai mắt, trên gương mặt đầy vẻ khó tin giống như nhìn thấy quỷ ông ta chỉ vào cô và lắp bắp nói cô cô như hữu đạo giờ gậy lên chọc vào ngực của lão phương đẩy ông ta đang chắn trước cửa sang một bên sau đó nắm tay thương thục thanh trực tiếp đi vào lão phương đang nghiêng người đứng ở cửa nghiêng đầu ánh mắt vẫn dõi theo hai người thật vất vả mới lấy lại tinh thần liền cảm thấy không đúng chạy đuổi theo và kêu lên hai người các người là ai tới tìm ai nghiêu hữu đạo nắm tay thương thục thanh đi vào trong hình như rất quen thuộc với các đình viện ở đây. Hắn đi thẳng tới con đường tắt xuyên qua vườn ươm đi về phía đại sảnh. Ngưu Hữu Đạo chợt cầm gậy trong tay chỉ về phía một vườn hoa nhỏ bên cạnh, "Lão Phương, tôi trồng rừng trúc nhỏ ở đây, ông chuyển nó đi đâu rồi?" "Hoa hoa cỏ cỏ, toàn mấy thứ vớ vẩn không đâu. Sau này phải khôi phục lại cho tôi." Lão Phương sợ tới ngây người dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đầu gậy của Ngưu Hữu Đạo đã chỉ. Ngưu Hữu Đạo kéo thương thục thanh vào chính sảnh và nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng chăm chú nhìn vào trên một mặt tường nơi đó treo không ít bức ảnh chụp lão phương cũng chạy vào và trầm giọng nói thưa ngài các ngài rốt cuộc là ai sao lại không kiêng kỵ như vậy tôi sẽ báo cho cảnh sát đấy nghiêu hữu đạo lười giải thích cũng lời để ý đến ông ta kéo thương thục thanh đi tới trước bức ảnh treo trên tường thương thục thanh nhìn phản ứng của ông già kia thì cảm thấy rất xấu hổ đạo ra ngài muốn làm gì vậy ta đã từng nói sẽ cho nàng một lời giải thích thỏa đáng đây cũng là mục đích chủ yếu ta trở về đây. Như hữu đạo đã kéo nàng đến trước tường, giờ gậy chỉ vào bức ảnh lớn. Bức ảnh hình như được chụp trong miếu cổ tại một ngọn núi. Trong đó có bốn người, ở giữa là một cô gái và một hòa thượng với gương mặt từ bi đang dựa vào nhau. Bên trái là một thanh niên chống gậy, bên phải là một người đàn ông gầy gò nhỏ nhắn, ánh mắt sắc bén. Tính toán thời gian thì tấm hình này chắc hẳn được chụp vào khoảng 40 năm trước. Lão Phương đang lại muốn cảnh cáo thì nghe được Nghiêu Hữu Đạo nói ra thời gian chụp ảnh, lại sửng sốt. Nghiêu Hữu Đạo cầm đầu gậy điểm vào cô gái ở giữa, nàng nhìn cô ấy xem, có quen không? Thương Thục Thanh giật mình, hai tay theo bản năng sờ lên mặt mình, muốn nói lại thôi. 40 năm trước, những người này trông thấy một bức tranh vẽ trên tường của một ngôi mộ cổ. Trong bức tranh vẽ trên tường có nhắc tới ngôi chùa này, vì vậy những người này đi qua tìm. Nghiêu Hữu Đạo nói đến một chuyện cũ, nói đến lời tiên tri của Hòa Thượng nói tới cô gái bất hạnh trong bức ảnh chụp. Sau khi lời nói của hòa thượng ứng nghiệm, người đàn ông chống gậy đã lập tức đi tới chỗ miếu đó tìm hòa thượng kia. Vừa vặn gặp đúng lúc hòa thượng sắp viên tịch, nhận được vài câu trong kinh Phật. Chuyện cũng được nói ra, thường thuộc thanh nghiêm túc lắng nghe. Lão Phương ở bên cạnh nghe được đã sợ tới mức ngây người. Sau khi nhận được kinh Phật, Như Hữu đạo nói người đàn ông chống gậy tin tưởng vào nhân quả luân hồi nên tìm kiếm hoa bỉ ngạn, tìm cách khám phá phương pháp luân hồi này sau đó hắn gặp nạn trong một ngôi mộ cổ khi tỉnh lại đã ở trên người một thiếu niên gặp được đông quách hạo nhiên của thượng thanh tông nhận ủy thác đi thượng thanh tông trong 5 năm bị thượng thanh tông giam lỏng hắn gặp được thương thục thanh xuống núi sau đó lên đường quay về thôn lại gặp hầu tử biến thành một thiếu niên cùng thôn khác nói xong những chuyện này nghiêu hữu đạo nhìn thương thục thanh cười nói chuyện sau đó nàng cũng biết sơ qua rồi không cần ta nói thêm nữa chứ thương thục thanh có cảm giác như đang nằm mơ Lão Phương chẳng biết đã rơi nước mắt từ lúc nào, đạo gia. Tôi không phải đang nằm mơ chứ, ngài là đạo gia à, ngài đúng là đạo gia à, đừng khóc sướt mướt trước mặt tôi, đừng cản đường nữa. Ông đứng sang một bên đi, như hữu đạo dơ ngang gậy đẩy ông ta sang một bên, lại kéo thương thục thanh đến trước một bức ảnh chụp khác. Đó là tấm ảnh một cô gái mặc bikini, choàng chiếc khăn lụa mỏng đang ở trên bờ cát, phong thái đầy gợi cảm quyến rũ. Bức ảnh này làm cho thương thục thanh thấy cũng phải mặt đỏ, bởi vì cảm giác hai người quá giống chẳng khác nào mình mặc thành như vậy cả như hữu đạo dùng gậy chỉ vào ngực của cô gái đây là bớt trên người cô ấy nàng xem thử thương thục thanh tập trung nhìn kỹ thấy một mảng màu phấn hồng giống nhau nửa cánh hoa nhìn rất quen mắt như hữu đạo tháo kính dâm xuống thuận lợi đưa cho lão phương bên cạnh ông ấy theo bản năng cầm ở trong tay mà nghiêu hữu đạo đã thò tay đẩy đầu vai của thương thục thanh khiến dây áo rơi ra không ngờ trên đầu vai cô cũng có một cái bớt màu hồng phấn giống hệt ở trên ngực cậu cô gái trên bức ảnh, sau khi vết ban trên mặt nàng đã hết, ta cảm thấy khó có thể tin nổi, sao trên đời này lại có người tương tự như vậy. Đêm Triệu hồi ra 10 vạn nha tương, thật ra ta đã không nhịn được nữa, có mở trang phục ở trước ngực của nàng ra xem nhưng không phát hiện có bớt. Lúc đó ta đã rất thất vọng, mai đến khuya hôm trước khi có được nàng, ta mới phát hiện hóa ra nó ở trên vai. Vì vậy ta lập tức dẫn nàng đến đây, Thương Thục thanh rơi nước mắt tự mình lẩm bẩm hóa ra. Hóa ra, hai mắt nàng đẫm lệ quay đầu nhìn hắn, những năm qua, khi trải đầu cho ngươi, ta luôn cảm thấy chúng ta có liên hệ gì đó. Đạo ra, ngươi tin không? Nghiêu hữu đạo giơ tay lên lau nước mắt cho nàng, ta tin, là ta có mắt không chồng đã để cho nàng phải chờ nhiều năm như vậy. Nàng đừng khóc nữa, tới đây, hắn lại kéo nàng trở lại bức ảnh chụp trước, chỉ vào người thanh niên gầy gò, hầu tử, đây là bộ dạng của hầu tử lúc trước chắc nàng không thể tin được hầu tử to con vốn là bộ dạng này nhỉ. Thật ra đây cũng là nguyên nhân hắn ta có biệt hiệu là hầu tử. Thương thục thanh nín khóc mỉm cười, xoay người ôm hắn, mặt dựa sát vào trước ngực hắn và nhắm mắt chảy nước mắt. Nghiêu hữu đạo kéo nàng đi rồi quay đầu gọi, lão phương. Có đây, lão phương bước nhanh qua và hơi cúi thấp người, đạo ra. Nghiêu hữu đạo, tôi không theo kịp thời đại nên làm ra mấy thứ đồ cổ. Trên trên đường đi thiếu chút nữa đã bị điều tra. Đồ để ở chỗ cũ nơi trước đây tôi thường bảo ông lấy đồ, ám hiệu vẫn là ám hiệu ban đầu. Ông mau chóng mang tới cho tôi, có gì khác, sau này tôi sẽ từ từ nói với ông. Còn nữa, khôi phục rừng trúc kia lại cho tôi. Được, tôi sẽ đi làm ngay đây. Lão Phương cung kính cúi người rồi xoay người, giơ tay áo lên lau nước mắt, sau đó mới bước nhanh rời đi.